Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, công ty Changxin ghi nhận 130 ca. Ngày 18 tháng 7, Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở thành phố Biên Hòa, nâng tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060. Ngày 18 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở thành phố Biên Hòa là 43 ca. Huyện Vĩnh Cửu ghi nhận 32 ca, tập trung chủ yếu tại xã Thạnh Phú, chủ yếu liên quan đến ổ dịch công ty Changxin. Tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060, nhiều nhất là thành phố Biên Hòa với 492 ca. Kế đến là huyện Vĩnh Cửu 151 ca, chủ yếu liên quan đến công ty Changxin, huyện Nhơn Trạch với 133 ca, huyện Thống Nhất 111 ca. Tổng số ca dương tính ghi nhận tại công ty Changxin khoảng 130 ca, chủ yếu tại huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa. Sở Y tế đề xuất cần tiếp tục điều tra truy vết trong khu phong tỏa, khu cách ly, mở rộng xét nghiệm tầm soát F2 và một số đối tượng nguy cơ trong khu vực phong tỏa, tăng cường tầm soát trong các doanh nghiệp, nhà trọ, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh, ổ dịch trong doanh nghiệp, xây dựng phương án xét nghiệm cho toàn bộ công nhân công ty Changxin và phương án xét nghiệm tại khu phong tỏa huyện Thống Nhất trước khi đề xuất dỡ bỏ phong tỏa tại huyện Thống Nhất.